Xin chào tất cả mọi người, mình là Mùa Naive đây và chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của iBeauty. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng tiếp tục đến với những video thật là bổ ích về quá trình skincare nhé. Mình đã sử dụng qua rất nhiều những sản phẩm skincare khác nhau, từ high end này cho đến drugstore, những sản phẩm bình dân rồi quốc dân, vân vân. Và từ đó thì mình đã đúc rút ra được một kinh nghiệm, đó chính là những sản phẩm đắt tiền thì chưa chắc đã giúp cho chúng mình trở nên đẹp lộng lẫy không tí vết, mà những sản phẩm rẻ tiền, bình dân hơn thì cũng chưa chắc là đã không có tác dụng. Mà quan trọng là cái sản phẩm đó phải phù hợp với làn da của mình, đáp ứng được những nhu cầu và giải quyết được những vấn đề mà làn da của chúng mình đang gặp phải. Chính vì thế cho nên ngày hôm nay mình đã lục lọi lại tủ đồ của mình và chọn ra 5 sản phẩm mà mình ưng ý nhất giúp cho làn da của chúng mình trở nên đẹp hơn mỗi ngày. Và nếu như các bạn tò mò muốn biết đó là những sản phẩm gì thì cùng mình xem đến hết video nhé. Và chúng ta cùng bắt đầu thôi. À, bật mí một xíu là những sản phẩm hôm nay mà mình nhắc đến sẽ chủ yếu là serum nha các bạn, hay còn gọi là tinh chất dưỡng da. Bởi vì cái tính chất kết cấu phân tử rất là nhỏ của nó và có thể lên lỏi với tận tầng sâu lớp hạ bì của da, cho nên là serum là cái dưỡng chất dưỡng da có tác dụng hiệu quả rõ ràng nhất đối với hầu hết các vấn đề về da. Đầu tiên mình muốn nhắc đến một sản phẩm đã giúp tăng sức đề kháng và cải thiện làn da của mình rất rõ rệt trong một năm vừa qua, đó chính là sản phẩm Niacinamide 5% của hãng It's the Natural ngay trên tay mình đây. Niacinamide là một dạng của vitamin B3 và nó có công dụng rất lợi hại, đó chính là duy trì độ ẩm, tạo lớp màng bảo vệ cho da, tăng sức đề kháng cho da và cũng như là chống lão hóa rất hiệu quả. Theo cá nhân mình thấy thì đây đúng là một thành phần vàng trong làng mỹ phẩm, bởi vì là nó có thể góp mặt trong hầu hết các sản phẩm skincare từ trị nám, trị thâm cho tới dưỡng ẩm. Ngoài ra thì sản phẩm này còn hỗ trợ giúp cho quá trình làm mờ vết thâm và sáng da hơn rất là tốt đấy ạ. Nhưng mà nhắc đến việc làm sáng da thì chắc là rất nhiều bạn sẽ nghĩ đến sử dụng vitamin C đúng không? Nhưng mà không hiểu sao với mình thì mình không hợp vitamin C một tí nào luôn ý. Tức là có một lần mình đã từng sử dụng vitamin C và kết quả là mặt mình bị nổi mẩn, kích ứng vào một thời gian rất dài sau mới khỏi được. Cho nên là mình cảm thấy rất là khủng hoảng. Mà nếu bạn nào mà hợp vitamin C thì chúc mừng các bạn là những người con yêu thích của chúng nó rất may mắn đó. Và ngoài ra thì mình cũng lưu ý với các bạn là các bạn có thể sử dụng kết hợp vitamin B3 với vitamin C, bởi vì B3 cũng đã được chứng minh là sẽ giúp các chất làm trắng khác tăng hiệu quả hơn rất là nhiều. Và cho đến thời điểm bây giờ thì mình khá là hài lòng với em serum của It's the Natural này, bởi vì là tuy hiệu quả làm trắng của nó không là nhanh như là vitamin C nhưng mà nó cũng giúp cho da của mình mờ vết thâm đi rất là nhiều và giúp cho da mình sáng lên cho suốt một năm kiên trì sử dụng vừa rồi. Ngay trên thân lọ cũng có ghi rất rõ các thành phần như là HA, vitamin E, dầu quả bơ và chiết xuất hương thảo rosemary. Đây đều là những chất mà giúp cấp ẩm, cấp nước cho da rất hiệu quả. Tuy nhiên thì mình nghĩ là sản phẩm dưỡng da nào cũng sẽ có cái ưu nhược điểm của nó, và em It's the Natural này cũng không phải là ngoại lệ. Bởi vì tuy B3 là một cái thành phần skincare rất là tốt nhưng mà cũng sẽ có những cái làn da dễ dàng bị kích ứng với nó. Thời gian đầu sử dụng thì nó có thể sẽ làm cho da của bạn bị kích ứng, hơi mẩn đỏ và rát một chút. Nhưng mà khi các bạn kiên trì sử dụng một thời gian thì những cái triệu chứng này sẽ dần hết đi. Cho nên với những bạn nào sử dụng em It's the Natural này lần đầu thì các bạn lưu ý là hãy nhớ thử trước một chút sản phẩm lên phần phía trong bắp tay hoặc là phần đằng sau tay, vì đây là những phần mà có da mỏng ấy, để xem có hiện tượng kích ứng như trên không rồi apply lên mặt nhé. Thứ hai đó chính là vấn đề dưỡng ẩm cho da. Đây là một vấn đề không mới nhưng cũng rất là nan giải, nhất là với những bạn có làn da dầu mụn. Vì tâm lý của những bạn này thường là sợ phải dùng nhiều đồ skincare, da sẽ bị bí tắc, đổ nhiều dầu hơn, cuối cùng là thêm nhiều mụn hơn nữa. Nhưng mà các bạn ơi, không sao đâu, vì mình cũng là da dầu mụn nên mình rất thấu hiểu những lỗi no đó. Và sản phẩm mình sắp giới thiệu sau đây sẽ đưa các bạn đến một chân trời mới, đó chính là sản phẩm trong tay mình đây, Vichy Mineral 89. Đây là một sản phẩm dạng booster, nó có ghi rõ ở trên thân chai đây. Có nghĩa là các bạn sẽ sử dụng nó sau bước toner và trước bước serum, sẽ giúp cho những cái dưỡng chất này sẽ thẩm thấu vào da tốt hơn. Về texture của em này thì có dạng gel khá là trong, kết cấu cũng khá là đặc, và khi đổ ra tay thì cảm giác rất là mát, khoan khoái. Và đặc biệt có một điểm mình rất thích là thấm rất là nhanh. Vì vậy là em này có hiệu quả rất tốt trong việc là cung cấp những dưỡng chất cần thiết cho da, giúp da của chúng mình ngày càng khỏe hơn, sáng mịn hơn và sẽ xua tan những nỗi lo thường trực của các bạn. Thành phần của em Vichy Mineral này có những 89% dưỡng chất khoáng cô đặc và còn có cả HA nữa.
mà mình nghĩ đấy là lý do vì sao mà nó gọi là Vichy Mineral 89 đúng không? Và chính vì nhờ bảng thành phần đơn giản này cùng với việc là thẩm thấu siêu nhanh nên em này là một em trợ thủ đắc lực cho việc dưỡng ẩm và bảo vệ cho da. Mình nghĩ là nó sẽ phù hợp với tất cả các loại da, từ da nhạy cảm cho đến không nhạy cảm, mà đặc biệt là với những bạn da dầu mụn thì lại càng ok. Tuy nhiên thì em này chỉ có mỗi một cái nhược điểm là giá nó hơi cao một xíu. Nhưng mà dù sao thì cái hiệu quả của em thì cũng đã lấn át hết những cái đấy rồi, cho nên là mình vẫn rất yên tâm sử dụng em này. Và mình nghĩ đây cũng chính là lý do vì sao mà em này vẫn luôn là best seller của nhà Vichy đấy các bạn ạ. Đến là một vấn đề về da, đó chính là lão hóa. Nghe đến lão hóa thì mình biết là nhiều bạn sẽ nghĩ rằng là vấn đề này chắc là chỉ có các mẹ, các cô, các bà thì mới bị thôi. Nhưng là da không phải đâu nhá. Da của chúng mình sẽ bắt đầu có dấu hiệu lão hóa từ độ tuổi 24 đến 25 rồi. Vì vậy nên là các bạn chú ý đến việc là chống lão hóa càng sớm thì sẽ càng tốt thôi. Và để giải quyết vấn đề này thì mình xin giới thiệu cho các bạn một sản phẩm rất là đáng yêu ở trên tay mình đây. Đó chính là Midnight Blue Youth Activating Drop của hãng Claire's. Em Midnight Blue này có chứa hoạt chất EGS Peptide, là một hoạt chất có hiệu quả rất là tốt trong việc tăng độ đàn hồi cho da này, rồi cung cấp độ ẩm này. Ngoài ra thì nó cũng hỗ trợ làm giảm nếp nhăn và làm chậm các dấu hiệu tuổi tác lão hóa nữa. Đây là sản phẩm mà mình trước dùng buổi tối trước khi đi ngủ. Em này có kết cấu lỏng nhẹ như nước, mà đặc biệt ý là em này có một màu xanh nhìn rất là lạ và bắt mắt luôn ý. Nhưng mà mấy đứa đồng bóng như mình thì thích dùng lắm. Đó. Và trong cái lọ này, lý do mà em này có màu xanh thì mình nghĩ là vì nó chứa một cái hoạt chất chiết xuất từ hoa cúc giúp thay thế màu nhân tạo. Lọ này thì không có cái mùi gì, mình cũng không biết tả thế nào, mùi nó cũng không thơm cho lắm. Không biết là ưu hay nhược điểm, nhưng mà dù sao thì cũng ok. Sau một thời gian dài mình sử dụng em này thì mình thấy là da của mình được cải thiện hơn rất là nhiều. Nó cũng đỡ nếp nhăn hơn, này, căng bóng hơn và giúp mình mãi mãi xinh đẹp trẻ trung. À, lưu ý là với không chỉ serum mà tất cả các loại tinh chất nói riêng, để tránh cho nó không bị oxy hóa và làm giảm hiệu quả, thì các bạn nên cất nó ở những nơi khô ráo thoáng mát và hạn chế tiếp xúc với ánh nắng mặt trời nhất có thể. Các bạn có thể để tủ lạnh, mà như mình thì mình thường để serum vào nguyên bao bì giấy của sản phẩm. Cứ mỗi lần dùng xong thì mình lại cất vào đấy, thì vừa tránh cho nó tiếp xúc với ánh nắng mặt trời không bị oxy hóa, mà lại còn vừa bảo vệ cái đầu pump này khỏi bị dính bụi bẩn. Sau khi các bạn đi lăn kim, nặn mụn thì lúc này da của chúng mình sẽ rất là yếu và bị tổn thương. Vì vậy là các bạn sẽ rất cần sử dụng một sản phẩm lành tính và có hiệu quả phục hồi tái tạo làn da nhanh chóng. Hoặc chỉ đơn giản là nếu các bạn bị dị ứng mỹ phẩm hay là dị ứng thời tiết thì các bạn cũng sẽ rất cần. Và sản phẩm mình sắp nói đến chính là một sản phẩm mà các bạn sẽ rất là ưng ý. Đó chính là sản phẩm Madagascar Centella Skin 1004. Em này là một cái loại serum mà mình thấy rất là phù hợp với những bạn có những vấn đề da nhạy cảm. Điều độc nhất, unique của em này đó chính là em này được làm từ 100% chỉ bằng một thành phần, đó chính là chiết xuất rau má Madagascar. Và ngoài ra thì không chứa bất kỳ một thành phần gì khác có khả năng gây kích ứng da. Có nhiều bạn nói với mình là em này thì chả có hiệu quả gì mấy, vô thường vô phạt và không được thần thánh như quảng cáo. Nhưng mà mình nghĩ đó là do các bạn ấy đã hoàn toàn hiểu nhầm cái công dụng của sản phẩm này. Thực ra rất dịu nhẹ và lành tính, cho nên khi sử dụng lên những làn da mà đang yếu, nhạy cảm hoặc bị kích ứng thì lúc đó mới thấy rõ được là sản phẩm này lợi hại đến như thế nào. Mình thì thường sử dụng em serum này vào cái khoảng thời gian sau khi nặn mụn. Và mình nghĩ là chính bởi vì chiết xuất rau má 100% nên là hiệu quả kháng viêm của nó rất là tốt. Chữa lành vết thương rất nhanh chóng và vì vậy là mình thấy hiệu quả tái tạo làn da cũng rất là ok. Ngoài ra thì em này có cái kết cấu lỏng thẩm thấu rất là nhanh và mình thấy là hiệu quả cấp ẩm cũng khá ổn. Có điều đây là một sản phẩm từ tự nhiên, hoàn toàn thiên nhiên, cho nên là nó có một nhược điểm là khó bảo quản và hạn mở nắp rất là ngắn. Cái serum này thì có hai dung tích, đó là 55ml và 100ml. Đây là loại 55ml. Và mình thấy là sau khi mở nắp thì hạn sử dụng của nó chỉ có 6 tháng thôi. Vậy nên là các bạn hãy cân nhắc tùy vào nhu cầu của mình mà hãy lựa chọn mua dung tích phù hợp. Ngoài ra thì em này có một cái hay hay, đó chính là so với dung tích lớn của em ấy thì giá thành lại khá là rẻ. Cho nên khi các bạn sử dụng, các bạn có thể apply tẹt bô thoải mái mà không phải lo sốc của tiết tiền như là mấy loại serum đắt đỏ khác. Hôm nay thời tiết cũng bắt đầu se lạnh rồi và sự hanh khô này sẽ rất dễ làm cho da chúng mình bị căng bong chóc và cảm giác rất khó chịu. Đặc biệt là với những bạn mà hay có cái thói quen rất là xấu, đấy là rửa mặt bằng nước nóng như mình, thì da của mình cũng sẽ càng ngày càng trở nên khô, díp, rồi là mất thẩm mỹ nữa.
Vì vậy là sản phẩm cuối cùng mình muốn giới thiệu với các bạn sẽ không phải là serum nữa, mà sẽ là một sản phẩm khác cứu cánh cho làn da của chúng mình trong mùa hanh khô này. Đó chính là xịt khoáng của La Roche-Posay. Có một điều là mình rất là suy nghĩ, đấy chính là nhiều người cho rằng xịt khoáng là một sản phẩm nhạt nhẽo và nó hầu như là chả có tác dụng gì ngoài cái việc là tạo cho mình một cái cảm giác mát da, sướng. Nhưng mà thực ra là các bạn đã không cho em xịt khoáng này một cái nhìn đủ công bằng, bởi vì thực sự là nó sẽ cho các bạn nhiều hơn những gì mà các bạn nghĩ. Em xịt khoáng La Roche-Posay này là một em cực kỳ đỉnh, bởi vì là có chứa kẽm trong thành phần, giúp làm giảm viêm, giảm kích ứng và tạo một môi trường cân bằng cho làn da. Chính vì vậy mà nhiều khi da mình bị đỏ này, kích ứng, mỹ phẩm hay là dị ứng thời tiết thì mình cũng đều sử dụng em này sau bước rửa mặt thay thế cho toner. Rất là ok các bạn ạ. Ngoài ra thì trong mùa hè khi mà mình ngồi điều hòa cả ngày này, hay là mùa đông hanh khô thì mình cũng thường sử dụng em này như kiểu là một cái cách để mình lấy lại trạng thái cân bằng, tỉnh táo, và cũng là làm cho da của mình mát hơn và giữ được cái sự cân bằng, thoải mái. Rất là ưng ý cái đầu xịt của em La Roche-Posay này, bởi vì nó tạo ra những cái lớp xương rất là mỏng nhẹ, không bị đọng nước trên mặt, và cảm giác xịt nó cũng rất là thoáng mát và sảng khoái nữa. Và em này xịt ý, thì các bạn không cần phải dùng tay để vỗ lên mặt đâu, mà các bạn chỉ cần để đấy độ khoảng 10 phút để cho nó tự khô là có thể ok rồi. Voila, vậy trên đây là những sản phẩm mà mình ưng ý nhất, đã giúp mình rất nhiều từ việc là có một làn da buồn rầu, dầu mụn, xấu xí, cho đến trở thành một người tự tin, có làn da đẹp rạng rỡ bất chấp như ngày hôm nay. Và nếu như các bạn cũng muốn có một thành quả ưng ý, mơ ước giống như mình, thì mình khuyên các bạn là hãy cố gắng tìm những sản phẩm phù hợp với làn da của mình nhất. Và cũng như mọi khi, mình mong các bạn là hãy nhấn like video này và subscribe kênh của nhà iBeauty. Và mình chúc các bạn sớm có một làn da đẹp. Bye bye!